Victor xe điện Rolls-Royce đầu tiên. Giai đoạn thử nghiệm công khai của Rolls-Royce Victor đã chính thức khởi động trước thời điểm xe ra mắt vào quý 4 năm 2023. Theo khẳng định của Rolls-Royce, hãng dự kiến sẽ chạy thử quãng đường lên tới 150.000 dặm, tương đương với khoảng 400 năm sử dụng thông thường, để bảo đảm chất lượng trước khi cho phép xe ra mắt. Thiết kế Rolls-Royce Victor thử nghiệm cho ta cái nhìn tổng quát về dòng xe thuần điện đầu tiên tới từ thương hiệu Anh Quốc. Tổng thể xe mang đúng chất coupe Grand Tour hai cửa với capo dài và tỷ lệ kích thước cơ bắp, đồng thời mang lại đúng chất Wraith. Dù không ít lần khẳng định Victor không phải là Wraith thuần điện, thế nhưng thiết kế cùng nhiều điểm đặc trưng giống nhau như cửa bên dạng nghịch cho thấy biệt danh trên không phải là không có lý. Do Rolls-Royce sẽ chuyển sang 100% xe điện từ năm 2030, tạm thời thế chỗ động cơ V12 trong giai đoạn đầu và rất có thể sẽ xuất hiện trên Spectre sẽ là kết cấu motor đôi do BMW cung ứng với thông số tham khảo 600 mã lực trên iX M60.